chào các bạn, cảm ơn các bạn đang theo dõi video, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của Ezenbit. Và giải pháp này giúp các bạn khi lắp đặt những chiếc camera mà ở khu vực không của bạn, thì đây là cái sản phẩm mà giúp các bạn đem cái hình ảnh những khu vực các bạn cần quan sát về cho ở bất kể nơi đâu. Và đây là cái sản phẩm trên tay của mình, nó là chiếc camera Ezenbit H8C 32K và có tính năng là cắm điện và cắm SIM 4G, là chúng ta đã xem được bất kể nơi đâu trên điện thoại hay trên máy tính. Đây là một chiếc camera của Ezenbit, giá nó khoảng hơn 1 triệu thì các bạn đã có một chiếc camera an ninh giúp các bạn quan sát bất kể nơi đâu ở những cái khu vực không có mạng. Và chiếc camera này thì hiện tại là chiếc camera lắp ngoài trời hay trong nhà đều được. Lưu ý là chiếc camera này là cắm SIM 4G, cắm điện, cắm SIM 4G. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi sâu về các tính năng, và chúng ta sẽ mở hộp xem cái sản phẩm bên trong này có những cái gì. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm SIM 4G của Ezenbit và mới được ra mắt. Và đây là chiếc camera hỗ trợ mạng là cắm SIM 4G. Và sản phẩm này là H8C 4G. Và chiếc camera này là chịu được mưa nắng nên các bạn lắp ở ngoài trời thoải mái. Và giải pháp này là giúp các bạn khi các bạn lắp ở những cái khu vực không có mạng thì các bạn chỉ cần cắm điện và cắm SIM 4G là chúng ta có thể quan sát bất kỳ nơi đâu. Và mặt trước của sản phẩm này là cái vỏ hộp của sản phẩm là ghi là hỗ trợ hình ảnh đến 2K và theo dõi thông minh, và có và thể hiện đây là thể hiện có còi, có đèn và có đèn chớp của chiếc camera. Và đằng sườn của sản phẩm này đó là ghi thể hiện đây là chiếc camera 32K phát hiện dạng người và xe và xem ngày đêm có màu và đàm thoại 2 chiều và tầm xa nhìn quan sát là 30m, chịu được mưa nắng và chuẩn video là H265 và có khe cắm SIM 4G và hỗ trợ thẻ nhớ micro SD là tới 512GB. Và đằng sườn của cái sản phẩm này là ghi là thể hiện nó là chiếc camera Smart Home Camera của Ezenbit và mã nó là CS-H8C 3M4G. Và chiếc camera này là 3M2K. Bên sườn này thì thể hiện là các bạn là có thể báo động là chiếc camera này có hỗ trợ SIM 4G và phát hiện dạng người, xe và theo dõi thông minh của chiếc camera. Và bây giờ mình sẽ đi mở sản phẩm này ra xem phụ kiện ở cái sản phẩm, hộp sản phẩm này có những cái gì và thiết kế của chiếc camera có những cái gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mở hộp cái sản phẩm H8C 4G 32K này có gì khác biệt so với các mã sản phẩm khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đi mở hộp sản phẩm này cho các bạn xem bên trong thiết kế những cái gì. Ở trong cái hộp sản phẩm này thì đây là quyển sách hướng dẫn lắp đặt của chiếc camera ở trong hộp sản phẩm, và ở đây có gần kèm mã vạch, và đây là bộ ốc vít để chúng ta bắt chiếc camera. Đây là cái tấm dán để chúng ta dán mẫu để chúng ta bắt vít làm sao nó chuẩn với cái chân đế. Đây là nắp kích hoạt mạng khi các bạn sử dụng ở những khu vực có dây mạng, chúng ta có thể cắm cái này và chúng ta sẽ dùng đầu chụp hạt mạng này để tránh mưa nắng vào. Và đây là chiếc nguồn 12V đi kèm sản phẩm. Ở trong hộp nó là 12V 1A và dây dài khoảng cỡ hơn 1m. Và đây là cái chiếc camera H8C 4G. Với chiếc camera H8C 4G này thì thiết kế nó phát triển từ những chiếc camera H8C cơ bản 080. À, ở đây thì thiết kế của chiếc camera thì có thể dùng dây mạng ở những khu vực có mạng, chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này. Và đây là dùng cái phần sắt nguồn 12V 1A. Bây giờ mình sẽ đi sâu về cái thiết kế của chiếc camera. Ở đây là mắt camera này,
và đèn trợ sáng và mắt camera ở khu vực này. Và mặt trước của chiếc camera thì là logo của hãng EZBit. Khu vực này là khu vực lắp SIM và nút reset và lắp thẻ nhớ của chiếc camera. Về bên sau thì đây là cái phần loa của cái sản phẩm EZBit. Đây là phần chân đế. Cái phần chân đế này thì nó phát triển thì là các bạn sẽ chỉ cần ấn tay vào hai cái bên sườn này là chúng ta rút rút cái chân đế của chiếc camera ra. Và cái chân đế này thì nó sẽ thiết kế kiểu giống dạng chiếc camera H9C. Đấy, còn chiếc camera H8C thì cái chân đế nó kiểu dạng khác. Và khu vực này là khu vực quay về sản phẩm H8C. Đấy, các bạn nhé, đây là khớp quay này, đấy, khu vực này. Và đây là cái chân đế chúng ta có thể lắp ở trên dạng kiểu dạng trên chân hay trên tường đều được. Đấy, này có bốn ốc và đằng này bốn ốc và các bạn ấn tay vào hai bên sườn. Đấy, thì chúng ta sẽ tháo được cái chân đế của chiếc camera này ra. Và khu vực này là ở trong cái sản phẩm này thì bên trong cái chân đế thì là khu vực tem của sản phẩm để chúng ta cài đặt hay là chúng ta quét mã vạch. Và cái tem này thì nó thể hiện cho các bạn là có serial và mã modem của sản phẩm. Đấy, khi chúng ta bắt xong chân đế là chúng ta sẽ cài camera như này. Mình đã mở hộp và mình đã review xem thiết kế của chiếc camera EZBit H8C 4G. Và mình mở hộp cho các bạn xem là bên trong phụ kiện của cái hộp sản phẩm H8C có những cái gì. Các bạn cần tư vấn hay cần lắp đặt với cái sản phẩm H8C 4G này thì các bạn comment ngay dưới video này, các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, quý vị, các bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích. Và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo về việc cắm điện, cắm SIM và cùng nhau cài đặt chiếc camera H8C. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.